Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang có mặt ở gia đình nhà em Huấn tại Bắc Lũng, Lục Lam, Bắc Giang quý vị ạ. Hôm nay anh Bonsai Đức Huy xuống em Huấn thì để ghi hình cho quý vị. Em Huấn vừa rồi lấy một số tác phẩm của chú Hòa Taxi, rồi thì của anh Phúc Ảnh Ban Giang. Hôm nay mọi người đang chuyển cây lên cho em. Đây nhân vật chính đây, Huấn ơi. Chào em nhá. Hôm nay mua mấy tác phẩm về em? Em nay mua 4 tác phẩm. 4 tác phẩm. Và vừa rồi anh nhìn thấy là em mua những cây mai mới chứ phải không? Cây mai rồi cây sam. Mai với linh sam. Linh sam. Đây còn chú Hòa, chú Hòa thích chú. Chào, chào chú nhá, chào anh. Chú để cho em Huấn mấy tác phẩm hả chú? 4 tác phẩm. 4 tác phẩm. Ba cây, một cây của anh Phúc nhưng cũng là cây của chú. À, thế à? Ừ. Thế về coi như cả 4 cây của mình về nhà này cả. À. À đây cây của anh Phúc, anh Phúc một cây hả anh? Vâng, vâng. Chào anh nhá. Chào em, chào tất cả anh em yêu cây trên toàn đất nước nhá. Vâng. Hôm nay là đang có mặt ở tại coi như là thị trấn Đồi Mô, đúng không? Đây là xã Bắc Lũng của huyện Lục Lam. Vâng. Thế qua đây là chào anh em trên toàn quốc, và nhất là chào toàn thể anh em yêu cây của tỉnh Bắc Giang. Vâng. Đấy, cũng có lời chúc tất cả anh em yêu cây tỉnh Bắc Giang luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, và anh em cùng nhau quay thúc đẩy phong trào nền cây cảnh ngày càng phát triển tốt đẹp. Vâng, vâng. Đây, kính thưa quý vị, hôm nay các chú các anh đã mang những tác phẩm ở Văn Giang về với Lục Lam, về với Bắc Giang. Chào anh Kha nhé, anh Kha ơi. Chào anh. Xin chào. Chào anh nhá. Xin chào khán giả của Bonsai Đức Huy nhá. Chào anh nhá. Nào cũng đẹp trai. Nào quê Lục Lam đấy. Nào cũng đẹp trai. Cái không gian nhà thờ của em rất là đẹp quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy không gian này, nhà thờ rất là đẹp. À, bên cạnh đó thì có những tác phẩm cây cảnh thì càng tuyệt vời hơn. Em lấy 4 tác phẩm, và bên cạnh đó em còn có những cái tác phẩm đã có sẵn rồi, những đôi long cổ này, rồi những cái cây linh sam cũng vừa mới mua trong miền Nam ra này quý vị này. Linh sam rất là đẹp. Con chào ông nhá. Chào bà ra gần ông một tí. Bà đang đứng trong kia. Con chào ông nhá. Ông có vui không đi em muốn mua mấy tác phẩm về làm đẹp cho khuôn viên nhà mình không? Vâng. Đấy. Ông được ngắm cây cảnh, nghe chim hót này vui quá. Đây con chào bà nhá. Đây, hôm nay chú Thoan ơi, dạ. Chào chú nhá. Ok. Chú nhá, chú Thoan hôm nay cũng lên này. Gần như là huyện Văn Giang lên hết ở đây rồi. Quý vị nhìn thấy không gian vườn em Huấn này. Ngôi nhà cổ rất là đẹp quý vị ạ. Ngôi nhà cổ khang trang. Cực kỳ đẹp quý vị ơi. Một đại gia trẻ. Vị nhìn cái không gian một chút. Cực kỳ đẹp. Và quý vị sẽ đến gần để xem những cái tác phẩm mà em mua hình dáng như thế nào. Một Fuxi quý vị ạ. Fuxi búp đỏ. Em chào chị. Chị nhé. Chị là chị gái của em Huấn hả? Ừ, chị là chị gái cả đấy. Gái cả. Vâng.
rất là trẻ nhé. Ơi, dịch ra ngoài. Thế. Dịch ra ngoài tí nữa. Đi chơi luôn được rồi. Này làm ra đi chơi luôn. Đó là nguyên mã của nó là 8 tầng. À, vẫn là 8 tầng Phan à? 8 tầng à? 8 tầng. Thế á? Đây là cốt của nó đây, xé đây là cái tay này. Cái này làm xong bắt đầu là vài năm thì được. Đấy, cái tay hóa. À. Vài năm bản thân bệ nó như thế này, người làm đá biết ấy, tận dụng bệ nó đây rồi còn vài năm gì nữa. Nên hòn đá thật nghệ thuật, mà hòn đá nó phải kiếm hòn đá một mình nó tự nhiên, đừng có đắp ghép nhiều. Đấy, kiếm một hòn đá nghệ thuật vừa thôi, nó to quá, may cho nó cái chậu tàu đẹp vào. Một cái tác phẩm cao khoảng 70 quý vị, từ mặt chậu lên. Chậu màu, à, chậu màu gì? Này cũng được. Chậu màu ừ, chậu tàu cũng được, Đồng Nai cũng được. Em có cái chậu vừa rồi mua đẹp không? Vừa rồi em thay cái cây đấy vào đẹp. Nhưng mà phải nó mua cái đang nhiều mầm thở quý vị ạ, quý vị không nhìn rõ được thân. Cái để cái thở này một là tốt nhất là nó chỉ có 2 triệu thôi. Đôn đủ đường thắt kệ thắt luôn này. Em có đôn đi lốc đấy cho vào, nhưng mà muốn đầm đá tất cả những cái đôn, những cái cây như thế này, một cây là lốc quay vào những chân này nó mới nó là cực khí nó làm đôn đấy, nó làm cái đôn đó sau tác phẩm si Quý Tiềm Lăng, em Quấn mua về đấy. Bây giờ tất cả đây trả lời là bây giờ cây này không cần cắt, cho vào đây cái gì là nhanh, thế nào là nhanh nhất, nếu nó chứ chả sơ dừa chả gì, không cần sơ dừa không cần cắt, thế tớ cho 5 phút, tớ cho 5 phút nha. Bây giờ nhá, cây này nhá. Cây này thì bẩn. Nhượng con đây, bây giờ nhá. Xếp hai đầu gạch, đặt nó lên. Không phải có cây dây là quang thì cái này. Thế thì cứ đá đây là nó là quang mà. Nó là quang. Dốc ơi, dốc rồi ăn đặt chậu. Ôi, cái xem là kéo nó đi. Có bị chiêm ngưỡng một cái cốt xi. Cốt xi... không và đường nét cực kỳ độc đáo. Bây giờ lấy cái mảnh mỏng đấy anh em ơi. Mảnh mỏng làm gì đâu, cái đồng này hơi giống hả, ôm một cái cổng là cho mẹ hai hòn vào đây, nếu mà nó dày hơn tôi bỏ cho cái trước này cho hai hòn đất rồi nhồi thêm tí nữa lên con đấy chú ơi, cho hòn ngoài nó không vừa nó lại cao lên tí thì lúc mình rồi đất bây giờ nhồi ngoài nó hơi khó đấy nhớ ơn. Cho vừa đây còn lấy chỗ để cho đất. Làm đá à? Đúng rồi. Đúng. Cứ để đấy. Rất là đơn giản. Còn anh em cảm thấy cao thấp thì chỉ được đưa mũi xò beng rồi anh em lưng lên được. Cốt xì già nhỉ? Chú Hà ơi, chú đứng gần cây cái. Chú chia sẻ cái đồ này là chú mua được từ đâu đây? Cháu mới nhìn thấy cái này, không có nhìn thấy cái phổi này. Xin chào anh em nhé, chào anh em cây trên cả nước. Hôm nay là mình cũng gọi là để rước coi như là cụ Si và hai tác phẩm của mình là về đây. Về cái nhà của một chú em coi như chú cũng gọi là bây giờ mới đầu tư. Rồi em Huấn đấy. Huấn là thôi đi, cái này là chú mới vào đầu tư thì đây cũng là cái may và cái duyên. À. Còn cũng để nói cho mọi người biết là cây này là của anh Tuyên Bình Định, Tuyên Vàng Bình Định. À. Mà tôi cũng hỏi 2 năm rồi,
Vâng. Thì tuyên anh không bán, nó thật sự anh không bán. Thế thì năm nay thì mình về thì tuyên mới hỏi tôi là thế bây giờ ông ơi, thế việc cái cổng này bia tự nhiên nó vỡ như này thì bây giờ thì các anh thì bia sửa như thế nào? Vâng. Mình cái này sửa thì chỉ có anh mới sửa được rồi chuyển ra Bắc sửa. Vâng. Thế là cuối cùng là coi như là tuyên nó nhượng lại. Vâng. Nhượng lại cái này đúng rồi, thế cũng anh em trong Quy Nhơn là đều biết cả. Vâng. Trong một sự ngỡ ngàng, nói chung là chỉ có tôi mới lấy được rồi. Yeah. Anh em ở trong đấy bảo là còn có sau khi tuyên bán rồi còn có cái sự gọi là hơi xích mích vì anh em trong mới hỏi, ví dụ như anh Đạt Bình Định hỏi cái này là tuyên nó không bán. Yeah. Đấy, thì sau khi mà coi như là đấy tuyên yêu ái để cho mình đúng thực sự nói là anh em phải nói thật, cái này mình về mình cũng chinh phục, định để chinh phục để nói là tác phẩm hồn quê hai. Yeah. Đấy, như về cái được Kha xuống thì bảo mua cho ông em vợ, thế là đồng thời mình mang về 3 cây thì coi như là anh em đến bảo không mua cả. Vâng. Thì tôi cũng nghĩ là vì phong trào mà. Vâng. Tất nhiên là cũng có một chút công ở trong này, em cũng trả cho một chút công. Vâng. Tất nhiên là mình cũng tất nhiên đắt rẻ thì không quan trọng, nhưng nghĩa là cũng có công mà. Cái quan trọng là bây giờ để cái tác phẩm mình chia sẻ để cho một người em của mình, bây giờ một người cháu mới bước vào cây. Vâng. Để sau này các cháu ấy còn tiếp tục để vào cây tiếp. Vâng. Và cũng chắc chắn một điều rằng là khi mà vợ cháu ấy vào 3 cây này với một cây của anh Phúc cũng là cây của tôi luôn. À. Từ trên sân này là này là cả 4 cây của tôi cả. À. Đấy, thì một cây là anh Phúc anh ấy vừa lấy được ít tháng. Thế cho nên là thôi thì ông cháu ông mua được 4 tác phẩm này về đây thì khẳng định luôn là cháu sẽ tiếp tục và trong là cây nó sẽ có thêm một thành viên. À. Bởi vì sao mình nói vậy? Bởi vì một cái cây mà để cho khi người ta đầu tư vào người ta thích nó có tương lai. Quan trọng là bắt đúng bắt sai. Ừ, đúng không? Bắt đúng thì không à. Nhưng mà đây người mà được sử dụng cái cây này đúng thật sự, đây là không mình không bao giờ phải nói bậy cả, nhưng mà đúng là cũng rất lẻ Kha. Nhưng mà bởi vì sao, nếu hôm nay mà Kha bảo lấy một cây này thì chắc chắn cũng không lấy được. Mà em thề anh nghe. Nói thật là không lấy được, mà lấy được đấy cũng như anh đã tuyên bố rồi, hôm nay các em tin hay không thì không biết, nhưng anh bán cho các em cây này như em anh tặng 2 cây kia, tức là phải giá cả thị trường thật. Đã. Tức là 2 cái cây kia và cái xanh nữa ở trên xe này em tức là tặng đấy. Em bảo cậu cho chung, biết không cho chung. Thế nào rồi thôi. Cây này thì để một ông cậu đứng ra mua cho một người cháu, không phải đâu. Có những cái nhá mình ông anh rẻ anh rẻ mua cho em chỉ mua, mua cho em vợ đúng lịch những cái thì sau này con cháu nó nghĩ khác, quan trọng là nhà thờ đấy. Đấy, nhưng mà mình mua được cái này cho em vợ mình ấy, thì tức là sau này nó sẽ phải biết sự cộng như thế nào, bởi vì bên nó cũng có trường hợp ABCDD linh tinh. Thế nên em muốn mua cái chuẩn anh giúp em. Những cây này nó là một trong cái chi thì nay mai nó cũng sẽ có một số đứng trong một cây. Cứ làm xong thì lúc ấy thích giá là giá được. Đấy. Một ý nữa muốn nói cho anh em, bởi vì bao giờ những tác phẩm của mình bán đi thì mình cũng rất là muốn mà tự mình xung phong và tự mình có thể là điều chỉnh và làm những tác phẩm cho bản thân mình nếu như mà chỉ nên làm bằng hành thôi. Ừ. Đấy thì cứ để đấy những thời kỳ nào đấy cứ mùa mà làm cây thì alo mà để sắp xếp. Bởi vì bình thường anh em bảo đi làm những cây khác thì không có, những tác phẩm của mình bán ra sẵn sàng là mình sẽ mang đầy đủ tâm huyết để làm cho tác phẩm những cái con tinh thần này. Nói thật với anh em đấy, cho nên đây nó một tác phẩm không những gọi là quý, cực kỳ quý về hàng si. Còn sau này mọi người thì tất cả các cây si khác anh em tâm huyết. Đấy, nhưng mà đây là đồ nó không giống ai mà nó đẹp thật. Nó làm ở trên cái người ta làm này anh bảo lâu rồi. Cây này chỉ có cái là điều theo quan điểm của mình ấy, là thôi anh em thì mình chỉ có làm sao để anh em mình chỉnh dễ hấp dễ để làm sao nó bó vào đây thôi. Chứ anh em đừng hàn cũng gì thêm vào đây cả. Mỗi cây nó có mỗi một kiểu. Em mượn thì khóa anh rồi. Em mượn cho anh em. Sập thấp nó cái đấy nó cao lên tùy theo khoảng 2-3 phân nữa thì tùy. Chỉ than đấy. Nó xốp. Còn dưới là thế còn cái loại này thì nó có một cái loại chân nó cao hơn thì sao tôi về tao hỏi và nó cho cái bộ chân cao hơn rồi cùng loại chứ. Cùng loại chứ nào chọn thì cho hoàn hẳn cái đôn đầy đôn đẹp đấy. Cái này ý kiến của em Huấn thế nào, sau này thì vẫn giữ nguyên cái nét cổng này hay là thế nào, muốn cải tạo như nào?
thúc tôi làm đá thì thích làm đá mà thích thì ý tưởng trước mắt là mình cứ như thế này là có cái nó đẹp rồi thì mình cho đá ấy, thì nó xong mai kia là mình cải trang sang thành tân cổ điển. Cái chọn quan trọng nếu mà mình làm đá cái đầu tiên mình phải nói thẳng nếu làm được đúng thì nó cũng là rất đẹp. Vâng. Nhưng mà bia mình làm ra mà nếu mà bia mình đập cái này đi mà mình làm nhìn nó không được cái gì tự nhiên coi như học bay mất thế như chi bằng là thôi mình cứ để nó như thế này thì đó làm sao. Anh đã hỏi thì bây giờ cái ngọn này ở đấy ngọn đấy là bông rồi anh ở bông này. Qua qua anh bảo là đây tất cả đầu anh bông một cái cây si một cái tất cả oxy anh muốn để hết rồi dáng rất là lạ quý vị may mặt sau của tác phẩm quý vị nhé. Còn cái con này là phải cho ngọn cái si quý vừa mới về vườn vừa mới về đất trồng lan thì nó lăng lăng đuối đây còn nếu nay mai nó nổ mầm thì mình lấy cái đấy còn không có thì cái này cũng không sao cả. Một tác phẩm nữa quý vị này. Một tác phẩm mà kết hợp giữa cây và đá rất là nghệ thuật. Con này cứ nuôi rồi là con này đi chơi được. Rất nghệ thuật quý vị. Tạo cây để mai lúc nào có đi lấy. Cái mặt này mặt chính gì? Không mặt cái mặt kia. Mặt bên này bia đây. Mặt sẽ quay đầu ra ngoài rồi. Tên tác phẩm bên này. Tác phẩm này không cái này cái nào đá đẹp. Thích cái bệ này. Đó là cây tán tầng mình phải nghe. Em chỉ sợ nhất khi tán tầng mà nó làm được hoàn thiện những cái cây cành bay cứ ngọn nó lên. Trông thế này thôi như từ gần cuối năm cái là nó mịn ngọn cái nó xong nó bông bung thì nó khác đi. Này nếu mà để nói cái thân của con tán tầng rồi mất gần hết. Đúng rồi. Đúng rồi. Đục gần hết. Đục hết cái tán tầng chính còn đục mỗi tại dưới này một cái sáng tạo đấy là rất là sáng tạo. Nhưng mà nếu mà một lúc Nam Định rồi nhưng mà ở đâu mà làm? Bình Định như Nam Định đâu? À, đâu mà xí đây mà? Đều ở trong Bình Định là cây là giống Nam Điền. Tôi cũng nói với mọi người hôm nay là rất là phấn khởi. Cháu tên là gì? Cháu tên là Huấn. Cháu Huấn cũng là lần đầu tiên gặp cháu Huấn đi với cả chú Kha. Đúng như nhà thì là cái từ chỗ tình cảm lần đầu tiên cháu chơi cây thì trên tinh thần là chú ủng hộ các phong trào, ủng hộ cái tinh thần để cho cháu vào đến đây mà cháu giao lưu lần đầu tiên giao lưu với chú cái cây này. Để nói lên trong đấy này, nó có cái đấy sau này thì cho là không phải ân hận gì cả. Trừ trường hợp không có người chơi cây thì chú lùi, còn mọi người vẫn yêu cây thì với cái cây này là khẳng định là niềm tự hào của một người, của cha của chú nhường cho cháu chơi cái cách nó làm đấy. Thế còn thì hôm nay là chú chúc mừng cháu mang được cây mà chú dựng cho để về nhà mà chúc cháu cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và yêu cây nhiều hơn, chăm chút nó, ngoài vợ con tinh thần, cái món ăn tinh thần của mình ở đây và cháu chăm chút thì càng tốt, càng yêu cây hơn thì là nàng cây thêm một người yêu cây nữa thì là càng vui hơn. Dạ dạ dạ. Cháu nói gì? Thế là cảm ơn chú và kính chúc chú là gia đình mạnh khỏe, là luôn luôn là sáng tác ra những cái. Cảm ơn ông anh nữa chứ. Sáng tác ra những tác phẩm độc lạ để cho chúng cháu là lớp trẻ học hỏi và có những tác phẩm đẹp. Cảm ơn chú đã nhận cho cháu cái tác phẩm. Rồi rồi. Thế còn mấy cái tác phẩm này chú Hòa đâu rồi cho bàn giao mấy cái tác phẩm này cho cháu nào. Đây đây. Bàn giao cho cháu. Đây nha. Mình thích không không cần biết là đặc biệt hay không. Dạ. Nhưng mà đây là một sự thật rất hy vọng. Và cái đó là cái là từ cây này mà hôm nay là cháu mua được mấy cây vào chơi thì cháu sẽ trưởng thành và sẽ lại cùng góp sức góp công góp mặt ở trong làng chơi cây. Bởi vì khi con người ta nó còn hứng thú làm chúng rồi tự nhiên mình sẽ đam mê được. Nhưng mà đây mình nói rằng những người chơi cây cũng nói rồi nó là quý vật tỷ phú thì nó bây giờ cháu mà vào chơi cây tự nhiên đã mua được mấy cây nhưng không nhầm như đấy. Nhưng cái này cũng phải nói thật nha, cháu góp một phần rất lớn của ông anh Hiền đó là cá và thì hôm giờ kể là không có Kha hoặc không người khác thì có khi nằng nhằng không bao giờ tặng cho mình lại. Hôm đó thì phải nói là thiện chí và đúng là thực sự là quý Kha thì cháu vô tận. Rồi hai chú cháu nhìn đây cho cháu cả, hai chú cháu nhìn đây nhá. Đấy hai chú cháu nhìn đây cả. Rồi ok nhá. Đây còn còn cái tác phẩm đây nè. Mọi người cứ đứng ở đấy là bắt tay là được rồi nhá. Một thạch tương sinh. Một cái cây tán tầng rất là đẹp.
kết hợp được đã. Một người cháu ở Tây Nguyên cũng hâm mộ mình vô tận. À. Đấy. Cái thằng mà Đức Huy biết cái hôm ở trên Đông Anh ấy, nó ngồi bệt ấy. Vâng. Thế hỏi mày đi đâu, nó bảo nó ra để nó gặp Hòa taxi nó chụp ảnh đấy. Vâng. Cái thằng mà nó ngồi bệt ở chỗ cây Độc Long Kim Cương đấy. À thế. Nó à. Ra từ hôm qua. Vâng. Nó bảo ra đây thì bảo đây ông Hòa đây này, ra mình bảo thế thì muốn gặp ông Hòa làm gì, bảo ui giời tôi muốn ra đây để gặp mặt ông Hòa chụp ảnh với ông Hòa. Vâng. Chính là tác phẩm nó. À thế à. Ông cây này rất nghệ thuật. Vâng, cây này cháu thích. Cái này thì chưa nhìn được ngay như thế này. Kết hợp với đá. 25 thôi. Nhưng mà hết năm nay sang năm cháu đi chơi cây này luôn. Nhưng mà sau 1-2 năm mà nó xịn xịn lại cây này nó kinh khủng đấy. Đây sự kết hợp với đá rất là nghệ thuật. Chứ không phải là cái nghệ nhân làm đá này cũng cái nghệ nhân đá này chất nó đặc cấp đấy. Chất nó làm đá mà nó làm đá cái này. Nếu mà để mà phá cái lớp tan tầng. Luôn. Nếu làm đá để phá cái lớp tan tầng như này. Cái cây đây thì đây. Đẳng cấp đấy. Anh em nhìn một cây tan tầng mà nó vẫn giữ được nét nguyên bản. Nó để được một cái thân hoành nó đẹp như này. Nhưng cái thân trực nó bỏ được cái thân trực chính. Đây xẹo đây. Nó lấy cái mầm này mà nó chạy lên để một cái thân trực này nó đùa. Chính là mình suy kinh khủng. Đây. Đúng rồi. Nét cắt này. Đây cái lớp đá để mà phá cái đi. Được ra cái này mình phải nói là phá cái lớp tan tầng. Nó đầu óc á. Chứ nhiều ông ấy không biết là ôi giời cái đằng này bệnh nó phá cái lớp tan tầng này đẹp. Không phá thì sao có cái đấy, anh nhìn đâu. Đây là nó chơi nghệ thuật. Kể cả bia mình sang bên này mình nhìn này. Đôi lúc kể cả bia bản thân anh nhìn con mặt đá cái anh khoái hơn. Bởi vì nó làm được cái nghệ thuật. Cái xấu nhất nó làm được. Lúc đầu tiên này. Một cốt xi nữa quý vị nhé. Cái này là nó bỏ tốt này. Nó đẹp lắm rồi đấy, anh cắt nó đi, cắt đi để lấy mầm lại đấy. Vâng, búp đỏ chót đây quý vị này. Cái này cũng lấy của thằng em Huy ở trên Ban Mỹ Thuật đây. Vâng. Tức là ông em này cũng quý mình lắm. Nhưng thật sự là để do tính giá mà để công cháu cái xi này không bằng cái Ban Mỹ Thuật. Cái đấy lúc đấy em không cây cộng. Thật sự nói là tính gì cái này đâu. Coi như bảo thôi thì đấy anh em. Nếu gọi là để cháu bán thẳng thừng thì bán một tặng hai nó mới nói thẳng luôn. Cây này thì đúng nó không bao giờ bằng cái kia, như đối với xã hội. Cây này cây đặc biệt đấy, cây nó quái mà chưa cả cái mặt. Đây anh em sang hả cái mặt, mỗi mặt nó chưa được phong cách. Cây này nó đẹp đấy đó. Quan trọng nếu cây này mà diễn được thành cây. Cây này nó muốn là làm thêm tí nữa. Vâng. Cây này nó là mỗi trong cây đẹp đấy. Thế là cả Vũ Hòa và anh Phúc nữa là 4 tác phẩm quý vị nhá. Anh chỉ mua những cây mà anh thích. Rồi chú Hòa rồi anh Phúc đã bàn giao xong cây quý vị ạ, mọi người đang đứng chụp kiểu ảnh. Con mời ông bà nhìn đây cho con nhá. Các chú các anh nhìn đây cho cháu nhá. Rồi xong rồi, cảm ơn mọi người. Kính thưa quý vị, cái thước phim chia sẻ cái quá trình bàn giao 4 tác phẩm về với đất Đồng Lam. Đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Con chào ông bà nhá. Cháu chào các chú, các anh em. Rồi mọi người vô đi, được rồi. 1, 2, 3, vô. Quay bé đi. Quay rồi.